Câu 56 cho M gam rút tư dơ tác hưởng dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NO3 dư, thu được 4,32 gam bạc. Mình biết là 1 rút tư dơ là cho ra 2 bạc, vậy thì 4,32 chia 108 ra số mol bạc là 0,04, chia cho 2 là ra số mol của rút tư dơ nhân cho M lớn rút tư dơ 180, vậy ra 3,6 gam cô B. Câu 57, este nào sau đây có phần trắng bạc? Muốn este có phần trắng bạc thì este đó phải lấy este của axit formic, như vậy mình chọn câu A, HCOCH3. Câu 58, cho các chất anilin, saccharose, glycine acid, glutamic, chất nào tác dụng được với NaOH trong dung dịch? Đó chính là gồm glycine và acid glutamic. Glycine và acid glutamic vì đây là gì? Vì đây là hai amino acid. Như vậy là cô sẽ chọn phương án B. Rồi câu 59 cho thí nghiệm được tiến hành giống như hình vẽ. Rồi trong cái hình vẽ đó là có dưới đáy bình cầu là có CaCl2, ở trên là có nước, trong một cái bình phễu có khóa vặn bình phễu chiết đó. Rồi sau đó có cái ống dẫn ra ngoài sục vào dung dịch AgNO3 trong NH3. Như vậy là hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 là gì? Bài này đơn giản thôi. Cho nước nhỏ vào bình cầu thì CaC2C2 cộng với nước sẽ cho ra CaOH 2 lần và khí CaH2. Khí acetylen CaH2 đi theo cái ống dẫn đi vào dung dịch AgNO3, tác dụng AgNO3 xảy ra phản thế sẽ tạo thành cái tủa màu vàng nhạt. Chọn câu B. Rồi câu 60 cho M gam hỗn hợp gồm glycine và alanin, tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch NaOH1m, cô cạn dung dịch sao vẫn thu được 26,35 gam muối khang, tính giá trị M. Rồi bài này nè, bạn nào mà không rõ thì các bạn có thể viết phương trình phản ứng là glycine và alanin tác dụng NaOH theo tỷ lệ 1:1 ra muối và nước. Như vậy là vì tác dụng vừa đủ, số mol NaOH là 0,25, như vậy cô sẽ tính được số mol nước là 0,25. Vậy cô dùng bảo toàn là khối lượng hỗn hợp cộng khối lượng NaOH bằng khối lượng muối cộng khối lượng nước, mà số mol nước là 0,25, vậy cô có nè, vậy khối lượng hỗn hợp nè là bằng 26,35 cộng cho 0,25 nhân 18 rồi trừ cho 0,25 nhân 40. Như vậy khối lượng hỗn hợp là ra 20,85. Chọn câu B. Bạn nào không biết thì viết trình ẩn số ra nghe. Bây giờ câu 61. Rồi câu số 1, kết quả thí nghiệm các chất X, Y, Z với các thuốc thử lần lượt ghi ở bảng sau đây. Thứ nhất là X iốt có màu tím, màu xanh tím. Ồ, nghe chất X với iốt thì chắc chắn là gì rồi? Tinh bột, cái nào cũng có tinh bột là loại đi. Như vậy chọn loại được phương án B và D rồi. Bây giờ Y cho vô dung dịch AgNO3 ra cái tủa. Như vậy là cô sẽ chọn phương án là câu C. Câu số 1 chọn phương án C, được chưa?